Con năm nay mấy tuổi rồi? Rồi con đi học không? Dạ, học lớp 2 nghỉ hả? Sao con nghỉ con? Viết là hai đứa bị bắt ở tù, tại em muốn xác nhận lại coi lời của bé này đúng không? Không đủ khả năng tiền đi học hả? Rồi nhà con ở đâu? Con tên gì? Năm nay con học lớp, lúc mà con nghỉ là con học lớp mấy? Mà con nghỉ mấy năm rồi? Nghỉ 3 năm. Rồi nhà ba má làm gì? Còn ba làm gì? Ồ, tông gãy giò hả? Rồi bữa nào chú lại đây kiếm con được không? Được hả? Bây giờ con dẫn chú về nhà luôn được không? Được ha. Rồi chú sẽ đợi chút nha, uống gì kêu đi, uống gì bây giờ uống gì đi, đợi chút đi, chú dẫn về nhà rồi để tìm hiểu thêm. Không, chú chở về nhà đây, về nhà xa không? Mà giờ chú hỏi nè, con có tiền, con có đi học là không? Con có ham học không? Không, con bán số phụ. Ý là mà ví dụ luôn là ví dụ con có ham đi học không? Ví dụ con bán nhắc tối thôi, rồi ban ngày đi học. Không, con bán số phụ. Bây giờ con bán một ngày bao nhiêu tờ giấy số? 60. 60 vé là bao nhiêu? 60. Lời 60.000. Ý là học dở đúng không? Nhưng mà có người đào tạo cho con học được rồi con học không? Tại vì không lẽ lớn lên thì bán giấy số hoài. Nó muốn bầu chú thì em tình cờ trong quán cà phê nó hỏi bé từ hồi về tìm hiểu hoàn cảnh của bé, bầu chú ý là nói luôn, con đừng có ngại nha. Ví dụ có khả năng là người ta sẽ mướn thầy để dạy cho con, để cho con học tốt lên. Tại bây giờ con biết chữ sơ sơ rồi, mai mốt lấy con bán giấy số, con thấy không? Mấy bạn cùng chăn lưới với con á, phải không? Bây giờ người ta biết chữ rồi, con thấy không? Những người mà lớn lên mà không có học nhiều, đi đa số là đi bán cái số hay là hoặc đi làm này làm kia, làm chuyện nặng không à. Còn người ta học hành lên thì người ta ngồi trong văn phòng, người ta ghi là người ta có tiền rồi. Ý là mà mai mốt có cái hướng mà giúp con thì con gắng học được không? Nhưng mà học có tốn tiền không? Học ý là có thể nếu mà được á thì ông bà cô chú này kia có thương con á thì cho con đi học luôn. Và giống như cái tiền mà mấy chục ngàn đó của con thì có thể ông bà cô chú thương và hỗ trợ cho con luôn. Ví dụ con giờ con bán giấc tối này hết 60 vé không, hay là bán nguyên ngày mà hết? Vậy hết nguyên buổi tối luôn hả? Là hết rồi, buổi sáng con làm gì? Ở nhà. Vậy sao ở sáng con không đi học? Giấy tờ trên thành phố, quê quê con ở đâu? Quê mẹ con mấy sống thứ ba hả? Mà bây giờ có cái hướng mà cho con đi học thêm để con cho con biết chữ thêm và tạo điều kiện tốt nhất cho con, rồi con có đi học không? Mà học không tốn tiền. Học không tốn tiền đi ha, giờ hỏi tới lợi rồi. Thứ nhất là con sợ là tốn tiền cha mẹ đúng không? Thứ hai là đi học thì mình không có thể giúp được ba má đúng không? Rồi con để chú kêu con ly cà phê uống đi. Rồi thì không mấy ngồi đi chơi chú một tí nha. Rồi chú ấy uống gì không? Uống nước ngọt. Không có uống cứ cà phê, uống nước ngọt cũng được. Con không uống nữa hả? Rồi hồi dẫn chú về nhà nha. Đối với ông bầu chú thì để tìm hiểu coi hoàn cảnh của bé này sao với ông bầu chú. Trường hợp rất đặc biệt luôn á. Rồi. Dạ cảm ơn rất nhiều. Con được mấy người anh em? Rồi anh lớn hay chị lớn? Anh lớn hay chị lớn? Rồi anh lớn hay chị lớn? Rồi mấy chị em kia làm gì? Chị đi làm, còn hai anh lớn đi tù. Đi tù hả? Sao buồn vậy? Con phải lo cho gia đình luôn hả? Đi lâu chưa? Mới đi cỡ mấy tháng này hả? Thì theo lời kể của bé của bà cô chú thì cái gia đình này rất xúc động với bà cô chú, và xúc động như thế nào thì mời quý ông bà cô chú theo em để về tới nhà tìm hiểu hoàn cảnh của quý ông bà cô chú đi con.
Dạ thì bé cùng em tìm hiểu về gia đình của bé cũng bà chú và đi như thế nào, mời quý bà cô chú hãy theo em để tìm hiểu hoàn cảnh của quý bà chú. Dạ thì để theo những lời bé kể này để mình về xác nhận với gia đình coi có đúng không nha quý bà chú. Đây rẽ phải luôn vô đúng không? Ok. Dạ. Đâu nữa, giờ đâu nữa? Đâu nữa, ghéo trái được phải. Rồi trái không? Vậy nhà này nhà của con luôn hay vậy? Dạ. Nhà con luôn hả? Đứng cơ hộ hả? Dạ, đường thì hơi quanh co, tàu phải qua trái nữa. Dạ. Rồi trái nó cũng bầu chú. Hiểu từ giờ thì cũng về nhà, quý bà chú thì theo bé là về nhà. Đây là ba của bé không? Đây là ba của con đúng không? Dạ. Dạ. Em chào anh. Rồi anh tên gì anh? Tên Út. À. Gia đình được mình được mấy người con anh? Năm. Năm à? Bé này là thứ mấy anh? Bé thứ thứ năm. Thứ năm à? Còn chú Út. Chú Út là đây. Rồi con của mình á là mấy người kia làm cái gì á? Hai đứa nó hồi đó đi biển không à. À. Bây giờ nó chơi bắt rồi. Rồi bắt. À. À, giết là hai đứa bị bắt ở tù, tại em muốn xác nhận lại coi lời của bé này đúng không? Đúng rồi. Là hai bé bị ở tù còn hai người còn lại là làm cái gì anh? Có nhỏ hay không à? Nhỏ à? Vậy là con gái nghĩa học không có tiền hả? Dạ, ra dạ, xác nhận gì là cũng đúng theo cái lời bé à, tên gì anh ấy anh quên. Và bé Phúc nói, tại vì bé Phúc nói em thấy em xúc động rồi mới tìm hiểu lời gia đình mình quay. Rồi thường ngày là anh làm gì anh? Anh không có làm gì được chứ, giò gãy. Ý là mà trước lúc mà cái giò anh gãy là anh làm gì? Chạy mở. Chạy mở? Mở nghỉ rồi thời gian anh đi làm hồ. Làm hồ? Làm hồ. Làm hồ là anh bị tai nạn hả? Ồ, làm hồ rồi anh bị tai nạn. Rồi chị nhà làm gì anh? Làm mở. Dạ. Làm mở. Ờ, làm mở. Nghỉ rồi đâu, giờ lặt ớt bậy bạ đó. Dạ. Bao ớt trái mình nè. Dạ, trái. Lặt kiếm bao hai bao, kiếm bao được 45 ngàn. Dạ. Lặt sáng đêm gì đó, ngồi sáng đêm. Dạ, còn nhà này thì cái nãy theo tìm hiểu bé Phúc nói là của ông nội Đế Lợi hả? Ông nội. Ông nội Đế Lợi. Ông nội mất hết phải không? Rồi như vậy em muốn hỏi luôn nè, bé Phúc là bán ngày được là 60 vé số đúng không? 60. Ờ, tại sao anh không cho bé đi học nữa anh? Không có tiền, không có khả năng. Không có khả năng. Nếu mà em nói luôn, tại vì em cũng xác nhận với bé Phúc rồi, nói ông ví dụ có ông bà cô chú mà thương có hỗ trợ cho bé đi học thì anh có cho bé đi học không? Cho. Ý là cũng như bé bán thì vẫn cứ bán chắc tối thôi, còn ban ngày đi học rồi có gì buổi chiều hay gì về mình tiếp. Tại vì anh thấy không, bây giờ mình mà lớn rồi đó mà mình còn không học mình còn khổ nữa. Ví dụ có điều kiện được đúng không, là có cái hướng mà ông bà cô chú thương mà hỗ trợ gia đình cho bé học thì anh có hứa với ông bà cô chú là cho bé đi học tới nơi tới chốn không? Dạ. Ý là cái trong cái phần á mà ví dụ người ta chỉ ông bà cô chú chỉ hỗ trợ cho con anh là cái phần là đi học thôi nha, còn cái phần mà bán bé mà đi học về bán cái số cái đó là tùy nha, còn mà anh phải hứa là ví dụ tới ví dụ bây giờ mà có cái hướng mà cái như đóng tiền này kia mua cặp vở này cho bé đi học, rồi anh có lo cho bé được mà cái như đăng ký này kia cho bé đi học lại được không? Tại nghe tìm hiểu bác nói là bác nghỉ 3 năm rồi mà cái đứa đó làm được không? Nói chung bây giờ anh cũng không có tiền. Ý là mà nếu mà có tiền nha, có tiền mà người ta có hướng là cho con anh là bé Phúc năm nay 11 tuổi đúng không? Dạ. Thì anh có thể là cho bé đi học đúng không? Rồi tại cũng hỏi thấy bé đi bán mà thấy bé tâm sự á,
thấy là thật sự nước gột cái giò anh bữa nay nó khỏe nhiều cho anh. Nó còn sưng lắm em ơi, không có tiền ngồi nó cỡ, khi có thuốc uống khi không có thuốc uống. Ờ, rồi rồi giờ vợ anh bây giờ hiện tại giờ làm gì? Lựa ớt. Lựa ớt, gì lựa lựa ớt một ngày anh lựa được bao nhiêu tiền? Mấy chục ngàn, 70 ngàn, 100 ngàn, khi 50-60 ngàn. Ờ. Lựa kiếm đơn vợ chồng để sống. Khi vừa có vừa không thôi. Rồi vợ anh. Nè vợ. Ồ, này là vợ hả? Rồi chị làm gì chị? Lựa ớt. Ờ, lựa ớt ngày chị được nhiêu? 70 ngàn. Rồi anh ngày. Nhiều trăm. Không ấy 70. Có ớt và lựa không có thôi. Rồi mà ví dụ có ông bà cô chú này em không hứa trước nha, quý ông bà cô chú mà có thương anh chị á, có thương bé Phúc chứ, là cho bé Phúc đi học thì chị có bằng lòng không? Bằng lòng tại không có tiền. Ờ chứ cũng muốn cho nó học không có tiền đúng không? Dạ thì mà theo để hỏi anh hay chị là rõ hơn. Cứ như mình đăng ký học hay gì đó là nguyên một năm là tầm cỡ bao nhiêu tiền? Tầm cỡ bao nhiêu tiền á? Nếu mà mình học cho bé này học một năm là có bao nhiêu tiền? Ý là theo á chị là người mẹ, bây giờ bé mà học một năm là chi phí bao nhiêu đủ? Ý là mà theo nè, chị theo chế độ á, giống như mấy cái lần trước mà chị đóng á, bây giờ mình cho dư dương chút đi là cỡ như một năm là bé đóng tiền trường bao nhiêu là học được? 100 mấy tháng này đóng 100 mấy tháng. Ủa bộ bé học cái gì mà tới 100 mấy tháng này đó. Đóng hàng tháng học ở trường ngoài này nè. Bộ mà bé không phải học trường nhà nước hả? Nhà nước luôn. Ủa sao mà đóng một tháng 100 mấy? Một tháng đóng 100 mấy vậy thôi. Ủa một tháng đóng 100 mấy? Dạ. Bé học là đây là trường nhà nước ở đây nè, ngoài này nè. Một tháng 100 mấy? Ờ đóng tháng 100 mấy. Đây thì đúng rồi, là em nói em suy nghĩ sai, tại vì 1 tháng 100 mấy dạ. Thì 1 năm chỉ 1 triệu mấy thôi, đúng không? Và có thể là bây giờ là cũng gần tụ trường đúng không? Đúng rồi, à, nhưng mà giờ không có tiền. Ý là bây giờ thì em cũng nói với anh chị dạ. Là em về, đúng không? Em xin lại bây giờ một tháng là 100 mấy, em cho 200 đi, dạ. Đúng không? Là 1 năm là tầm cái 2 triệu mấy, dạ. Nha. Thì nếu mà tụ trường lợi, làm cái clip này xong rồi tới mà tụ trường lợi, em sẽ qua đây là em kiếm cái chỗ đây hỏi cái chỗ gì người ta biết chị. Anh ở đây là gì anh? Xã An Long, Sông Long. Xã An Long. Số nhà nữa, đây, số nhà đây. Đây là 282, ấp 262, ấp An Phú, xã An Long. Dạ thì mà em muốn xác nhận lại chị nè, là bây giờ á là ví dụ tới gần khi nào mà tụ trường nha, thì chị nói là một tháng là 100 mấy, thì 1 năm 1 triệu mấy, 2 triệu, thì tới lúc đó em sẽ cố gắng em thuyết phục em xin ông bà cô chú để mà chị phải dẫn đó chị đăng ký xong, tại đăng ký xong mình mới đóng tiền trường đúng không? Ờ chị đăng ký xong rồi chị đưa cái giấy báo giá về cho em là em sẽ đóng, em xin xin với bà chú để đóng tiền trường cho bé học. Còn cái vấn đề á, thì lâu lâu thỉnh thoảng thì em cũng quay coi tình hình bé học sao, thì cũng có ông bà cô chú này kia chắc ăn một điều là cũng sẽ hỗ trợ thêm cái tiền chi phí cho ăn cho bé ăn này kia nha nha chị. Thì thôi mình không học hồi xưa giờ mình không học thì mình khổ gì rồi. Ví dụ có cái hướng mà em chắc ăn xin được. Bây giờ tới em xác nhận như vậy nè, cái clip này thấy không, tới khi nào mà gần tụ trường nha là em sẽ qua đây. Và lúc đó là em sẽ xin tiền được rồi, chắc ăn là em sẽ xin được qua đây. Chị liên hệ với trường, chị đóng rồi chị báo giấy về là tên của bé này bé Phúc. Dạ. Dạ, là đưa giấy cho em là em sẽ lợi tới trường em đóng cho bé luôn, thì có cầm cái giấy đó vô trường là đóng ok rồi nha. Dạ. Thì ở đây thì thấy hoàn cảnh thương nhất là thương bé Phúc nè đó, thì em cũng có số là vốn dạ dạ vốn người ta phải không? Dạ thì nói chị thì ở đây thì em cũng không có nhiều
Đây là em gửi tặng riêng cho bé Phúc để giống như là cho bé lợi và hứa với ông bà cô chú là đi học nha. Và đây là phần quà của bà bên tiểu bang Florida gửi tặng cho con, rồi con có đôi lời gì gửi gắm tới bà Florida không, bà bên tiểu bang Florida không? Rồi sao nói. Ý là con có cảm ơn gì bà không? Cảm ơn bà rất là nhiều. Vậy thì cái clip em cũng tới đây cũng kết thúc với ông bà chú. Đây là hoàn cảnh gia đình của bé Phúc. Bé Phúc không đi học là lý do không có tiền, và gia đình thì có hai người anh đúng không, là đi ở tù. Thì cái clip này tới đây cũng kết thúc. Kính mong với ông bà cô chú anh chị bạn thương tình đăng ký và chia sẻ cho clip em lan tỏa để em có cơ hội giúp cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Và ông nữa cảm ơn, xin chào.